Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và bây giờ YouTube Em Hero đây. Và lâu lắm rồi mình mới làm cái clip kiểu này, sơ cái phòng làm việc của mình sau một năm rồi có thay đổi gì. Nếu các bạn có xem cái clip cũ của mình thì các bạn còn nhớ là cái phòng của mình nó khá là đơn sơ và sau một năm thì nó có thay đổi gì. Và ngày hôm nay mình có một điều rất là đặc biệt, một món quà mình tự thưởng cho mình sau một năm mà mình làm việc cũng khá là cực lực, khá là chăm chỉ. Ok, và đầu tiên các bạn có thể xem, đây là cái bản thực ra là cái bản thiết kế của mình. Không nói thiết kế thì không phải thiết kế, tại vì là mình cũng không chuyên về thiết kế, mình chỉ biết một chút về Photoshop thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bản thiết kế trên bản PSD Photoshop. Thì ngay từ ban đầu đấy, các bạn có thể thấy là đập vào mắt các bạn đó là Valkyrie, bên này là Wizards, bên này là cái tên của mình Emperor One. Hai bên này mình có đặt cái Hawk Rider, nó hơi bé một chút, nhưng mình muốn nổi bật được cái tên của mình nằm ở đây, đặt phía trên đây. Mình rất thích combo của Wizards và Valkyrie là cho trong cái thẻ của mình. Nó cũng combo khá là cũ kỹ thôi nhưng mình cũng rất thích. Bên này, hai góc bên này các bạn có thể thấy là có icon của có thẻ của Ram Rider. Bên này cũng là Ram Rider. Thực sự là mình rất thích cái thẻ Ram Rider này, nó được thiết kế rất tuyệt vời luôn. Gọi là Broken Car thì cũng đúng. Đây bên trái này mình có đặt một cái hình của Pekka, mà là rất là ngầu luôn, rất là ngầu. Bên trên này mình rất thích cái icon của họ, mình rất thích hay sử dụng ở trong cái thẻ này, cái icon này trong khi mà mình chơi rất là buồn, rất là gây chế cho đối thủ. Bên này mình cũng có đặt một cái icon của họ, nhưng mà cái icon này cái emote này thì mình vẫn chưa có. Thực sự là mình vẫn chưa có cái icon cái emote này. Và đằng sau này là một cái hình chụp từ cái video, các bạn còn nhớ cái video của Supercell Garian mà họ giới thiệu về cái skin, tức là cái bộ giáp vàng của các cái thẻ bài, nó rất là đẹp. Mình chọn mãi thì mình mới chọn được cái background này, rất là đẹp luôn. Cái này có logo của Garian. Và sau nhiều ngày mình chờ đợi thì ten. Đây, các bạn có thể thấy thực ra nó hơi to hơn so với cái bản của mình một chút, nhưng mà sau này mình có một cái phòng riêng thì mình chắc chắn là mình sẽ làm một cái bản to hơn. Như vậy là mình đã làm cái size này là 80 x 30 cm. Đây các bạn có thể thấy là chất liệu rất tuyệt vời luôn, sụp mướt lắm. Ông này mà chơi AOE thì là 7 AOE tuyệt vời luôn. Này các bạn có thể thấy, và chất liệu in thì khá là được, màu lên chuẩn. Đấy là mình tham khảo rất kỹ rồi mình mới in cái shop này. Đây các bạn có thấy là Hawk. Đây cái emote mình rất là thích. Bên này emote này lên rất là sắc nét. Ram Rider, Hawk Rider, Valkyrie và Emerald One, tên của mình đây, tuyệt vời. Phía này đây là cái icon mình rất khá là cute. Nhưng cái icon khá là cái hình mẫu khá là cute. Và đấy, sau nhiều ngày mình chờ đợi thì em đã về đây. Và đây là thành quả gọi là tự thưởng cho một năm mà hoạt động của mình khá là mệt, khá là cực, chăm chỉ, và thành quả sau một năm thay đổi rất là nhiều. Đúng là một năm vừa rồi thay đổi của mình rất là nhiều. Và một điều nữa là đây, cái bàn phím của mình cũng mới sắm được cách đây 4 tháng. Bàn phím này cơ khá là rẻ thôi nhưng mà nó cũng có tuyệt vời. Bên này con chuột Logitech 102 dùng cũng mới sắm được 4 tháng thôi. Đây cũng là cái cây của mình, cái vỏ cây của mình mới thay đổi, cũng mới đổi. Cả cái chip của mình cũng thay đổi luôn. Một năm thì mình, cái màn này thì mình mua lâu rồi nhưng mình không giới thiệu. Cái hồi clip của đầu của mình là mình không giới thiệu, nhưng mà bây giờ mình cũng giới thiệu luôn, là con Dell U2414. Và cái màn này là mặt cũ của mình, các bạn xem cái clip cũ của mình thì nó, các bạn còn nhớ này. Thật là những cái cũ thôi, mình chỉ thay đổi một vài thứ thôi. Và đây là cái lò xo nhún này định lắp trên cái xe của mình nhưng mà mình chưa lắp được. Ok, đây là cái gì mà clip hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Ten. Wow, màu chưa. Thực sự là mình rất yêu cái bàn làm việc của mình đấy. Sau này mình sẽ là kiếm thêm một vài cái thứ để trang trí cho cái bàn này nó được tuyệt vời hơn. Tuyệt vời hơn nữa. Nếu có thời gian và nếu có cái gì hay ho thì sẽ thay. Chắc chắn là mình sẽ trang trí nó ngầu hơn.
Ok và nói về cái máy tính của mình đi. Mình sẽ show cho các bạn. Đâu. Đây là con máy tính của mình. Sau một năm thì mình đã thay đổi con chip, đó là tên là i7 8700. Thực ra là phải nói là nâng cấp cái con chip này cũng tuyệt vời, bởi vì nó giúp cho mình làm việc rất là nhanh, rất là tốt thời gian. Đây các bạn đã đợi đi 8700 CPU, nó dùng nhanh ấy. Được rồi. Ok. Và clip tiếp theo sau này mà mình có thời gian, mình sẽ làm cái clip về con xe của mình. Đây là chiếc xe của mình, để mình sẽ tìm đâu rồi. Đây là chiếc xe của mình. Mình đã để nó ở đâu rồi? À đây, đây là con xe của mình. Mà mình sau hôm sau mình sẽ làm cái clip này. Biển số mình, biển số 36. Và hôm sau mình sẽ có một clip quay ngoài trời và mình sẽ show cái con xe của mình, sẽ con xe của mình. Nó đã đều một món quà mà mình không nghĩ tới. Một món quà mà mình không nghĩ tới nhưng mà mình đã mua được. Ok và bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Subscribe.